Dạ Ân và Hoài Sa xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Dạ Ân. Kính thưa quý vị, mở đầu cho bản tin 24 giờ là một phần tin cho hay, 4 người bị thiệt mạng bao gồm 2 cảnh sát viên trong vụ xả súng tại Canada. Ít nhất 4 người, trong đó bao gồm 2 cảnh sát viên, được cho là bị thiệt mạng sau một vụ xả súng tại thành phố Fredericton thuộc mạng đông Canada vào ngày 10 tháng 8. Nghi phạm nổ súng ngay lập tức bị bắt giam, lực lượng cảnh sát địa phương vào cùng ngày cho biết động cơ của vụ án vẫn đang được điều tra. Hai người trong số các nạn nhân được xác nhận là nhân viên công lực, tuy nhiên danh tính của họ vẫn chưa được công bố vì lý do an ninh. Nhằm để bảo vệ tính mạng của người dân sinh sống trong khu vực, một số văn phòng và cơ sở thương mại đã bị phong tỏa và cư dân được khuyến cáo ở yên trong nhà. Các đạo luật kiểm soát súng đạn tại Canada nghiêm ngặt hơn nhiều so với Hoa Kỳ, tuy nhiên các vụ án liên quan đến súng đạn đã gia tăng đáng kể trong vài năm gần đây. Thưa quý vị, cựu vô địch đua xe đạp Jan Juric đã bị bắt vì tội tấn công gái mại dâm. Lực lượng cảnh sát Đức Quốc lại vừa bắt giữ cựu lực sĩ đua xe đạp kiêm quán quân của giải Tour de France Jan Juric vào ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 8 vì tội danh đã thương một phụ nữ hành nghề mại dâm bên trong khách sạn sang trọng ở thành phố Frankfurt. Vào lúc bấy giờ, Jan Juric đang trong tình trạng say xỉn. Được biết trước đó, Juric và nữ nạn nhân từng xảy ra tranh chấp tại khách sạn Villa Kennedy. Hiện tại, người phụ nữ này vẫn còn đang được cảnh sát thẩm vấn và tiến trình điều tra vẫn tiếp tục diễn ra. Vào tuần trước, Jan Juric cũng từng bị bắt giữ trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha, ngay sau khi đột nhập vào nhà của hàng xóm. Nhật báo Bild cho biết, tâm lý của Jan Juric không được vững vàng vì vừa ly thân với vợ. Không chỉ giành giải nhất ở cuộc đua xe đạp Tour de France vào năm 1997, Jan Juric còn thắng huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic ở Sydney vào năm 2000. Thưa quý vị, tàu nhân đạo Aquarius giải cứu 141 di dân lậu trên đại dương. Chiếc tàu giải cứu người nhân đạo mang tên Aquarius do tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranean và cơ quan bác sĩ không biên giới MSF điều hành đã vừa tiến hành hai màn giải cứu riêng lẻ trên địa Trung Hải vào thứ Sáu ngày 10 tháng 8. Giúp đưa khoảng 141 người nhân nhập cư bất hợp pháp lên bờ một cách an toàn, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Màn giải cứu đầu tiên diễn ra cách vùng duyên hải Libya khoảng 25 hải lý sau khi chiếc thuyền gỗ tồi tàn chở theo 25 người, trong đó bao gồm 6 phụ nữ suýt bị sóng đánh chìm. Không lâu sau đó, một nhóm khác gồm 116 di dân lậu đã được vào tàu Aquarius trục vớt vào bờ. Nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức buôn người ở Libya, rất nhiều người đã liều mình vượt qua biên giới sang châu Âu vì muốn thoát khỏi cuộc sống đói khổ ở quê nhà. Nhờ vào những nỗ lực ngăn chặn dòng người nhập cư, số người vượt biên từ Libya trong năm 2018 đã giảm đi rất đáng kể. Cameroon mở cuộc điều tra về vụ hành quyết các thường dân vô tội. Thưa quý vị, giới lãnh đạo của Cameroon vào ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 8 cho biết, họ sẽ mở một cuộc điều tra tường tận về đoạn video quay lại cảnh tượng các binh sĩ thuộc lực lượng an ninh đang nổ súng về phía hàng chục thường dân vô tội không có vũ khí trong vùng Far North thuộc mạng bắc của quốc gia Phi châu này, nơi quân đội đang chiến đấu với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng kèm theo những hình ảnh cung cấp từ vệ tinh, tổ chức ân xá quốc tế đã xác nhận tính trung thực của đoạn video này. Đoạn phim được quay lại tại làng Ashigawa trước tháng 5 2016 và có thời lượng dài khoảng 4 phút đồng hồ. Việc Tổng thống Paul Biya tuyên bố tái tranh cử vào tháng 10 sắp tới đã gây ra các cuộc bạo loạn tại Cameroon. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 2. Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang vướng vào vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quỹ ngân sách quốc gia lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, đã được ấn định sẽ ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Cựu Thủ tướng Razak và vợ là bà Romas Mansor đã bị cấm đi ra khỏi nước kể từ khi thập niên cầm quyền của ông kết thúc vào hồi tháng 5. Người kế nhiệm ông tức tân thủ tướng Mahathir Mohamad sau khi lên điều hành chính phủ đã tái khởi động cuộc điều tra về vụ lạm dụng tiền công quỹ do ông Razak thành lập.
Ông Nichip Rajas đã bị bắt vào trước và đang phải đối mặt với 7 tội danh hình sự, bao gồm biển thủ, lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Bản tin tiếp theo cho hay về một chính trị gia Ấn Độ cải trang tình Hitler bên ngoài trụ sở quốc hội. Thưa quý vị, chính trị gia Niramali Sivaprasad đã công khai chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bằng cách cải trang thành trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler bên ngoài trụ sở quốc hội ở thủ đô New Delhi vào ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 8. Hiện tại, ông Sivaprasad đang đảm nhận chức vụ lãnh đạo đảng đối lập của Ấn Độ, Telugu Desam Party, viết tắt là TDP. Trước khi tham gia vào làng chính trị, Sivaprasad từng là một diễn viên. Ông từng khoác áo cải trang thành các nhân vật nổi tiếng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Các thành viên khác thuộc đảng TDPO cũng tham gia vào cuộc biểu tình chống lại Thủ tướng Modi, đồng thời gọi nhân vật này là kẻ sai trái. Đảng TDP từng thuộc chính phủ liên minh do ông Modi thành lập sau cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014. Tuy nhiên, đảng này đã rút lại sự ủng hộ sau khi ông Modi nhiều lần bác bỏ yêu cầu giao quy chế đặc biệt cho tiểu bang Andhra Pradesh. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.